chào chị. Em chào. Vâng. Trước tiên thì chị gửi lời chào tới cho tất cả mọi người đang xem chương trình của Thành Nguyên và Điều ha. Em chào cộng đồng mạng, chúc mạng có một sức khỏe dồi dào. Chứ sao nó chào anh Thành Nguyên, chúc gia đình được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, may mắn trong công việc. Vâng. Đây, bây giờ chị cho Thành Nguyên hay nào. Hôm nay mình đến từ đâu hả chị ha? Em đến từ Tiền Giang. Tiền Giang. Dạ. Tiền Giang thì đi về đây cũng đâu đó khoảng 2-3 tiếng không? Nãy em lên xe em chắc cũng 10 giờ. 10 giờ? Đi tới tới ngã tư Đồng Tâm á, là đi xe Phương Trang. Ừ. Dạ. Mà đến bây giờ đã là hơn 2 giờ chiều rồi. Dạ, tại em đi vòng vòng bỏ khách của xe trung chuyển á. Nãy hình như lên xe cũng 10 giờ mười mấy gì vậy. Vâng, vâng, vâng. Dạ. Rồi bây giờ chị giới thiệu về bản thân cho Thành Nguyên nghe nào, họ tên, tuổi cũng như là công việc ạ. Dạ, anh tên là Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1982, làm Lê Thị Mỹ Hạnh. Dạ, làm công nhân khu công nghiệp Tân Hưng. 1982 à? Dạ. 1982 là trong giấy chứ. Dạ, trong giấy là... còn tuổi ngoài là 80, 1980. Tuổi thật là 1980. Dạ. Trong giấy là 1982. Dạ. Vậy là năm nay là 42, 43 rồi. Dạ. Ha. Dạ. Vâng. Công việc lúc nãy thì nó là chị làm gì? Làm công nhân khu công nghiệp Tân Hưng. Công nhân khu công nghiệp. Dạ. Vậy cái công việc đó thì nó thu nhập như thế nào, chị chia sẻ cho Thành Nguyên và các anh nghe xíu nào. Dạ, nói chung lương cơ bản em thì cũng được 7 triệu mấy, là tại vì làm lâu năm á. Nhưng mà có tăng ca với tiền ba cái trợ cấp này kia, công việc nào kia, phụ cấp công việc nào kia, với mình đem cơm nhà mình ăn á, là cộng tiền cơm trưa rồi thêm á, là có tăng ca kia hơn 10 triệu. Dạ. Là có làm thêm tăng ca nữa. Dạ, đây có tăng ca. Có tiếng rưỡi à. Khu công nghiệp đó cũng ít cái tăng ca nhiều lắm. Dạ. Vậy là cơm là mình nấu ở nhà mình đưa đi luôn chứ không mình đi đâu. Đi mà trưa được 25.000, mà mình ăn nhà thì tự túc ngon hơn. Nấu trong chổng, nói chung là nấu nhiều người ăn thì đâu có bằng. Đúng mình rồi. Dạ. Thế rồi thì cái tiền ăn đó thì mình cũng đâu có xài đến nơi, nhưng mà họ vẫn đưa đúng không? Dạ. Đỡ cái thì nhiều khi mình ăn nhà còn rẻ hơn mà. Bảo đảm. Dạ. Đúng rồi. Không gì bằng mình nấu hết. Bởi vì những cái đồ mà người ta mua ngoài chợ mình cũng đâu biết sao sao đâu ha. Dạ. Vâng. Tình trạng hôn nhân của chị Mỹ Hạnh là sao nè? Chị cho thấy như thế nào? Em ly dị năm 2013. Nay cũng 10 năm. 2013. Dạ. Rồi ông xã cũng mới mất nay cũng gần năm. Dạ. Thế rồi chị là có mấy người con? Có một đứa con gái 14 tuổi. Rồi bây giờ là đang ở cùng với chị. Khoảng thời gian mà chị chia tay chồng đến bây giờ 10 năm thì trong khoảng thời gian đó đến bây giờ chị có tìm hiểu thêm ai nữa? Nói chung là cũng có bạn mà cũng như người ta không có hợp lòng, với lại người ta ăn chơi á. Rồi cái giờ không có tin tưởng. Giờ thấy sao mới á thì được lắm, sau á lòi đuôi ra. Mình thì ăn tránh mình á thì ăn xài hà tiện, nói chung là đi làm lam lũ đi làm. Còn ha người ta tới đấy quýnh bài quýnh đề. Rồi không lo làm, thậm chí đi làm vậy là nhiều khi em không có ăn một cái hàng nào luôn hà tiện á, nên nhà nên cửa, tại mình hà tiện mà gặp người ta không có lo làm ăn gì trơn á. Rồi cái ăn phá không. Dạ. Ăn rồi phá không nữa hả? Thì, rồi cái em giờ em không có tự tin ở ngoài nữa. Cái từ mấy ăn nay coi chương trình này là tối về em coi miết luôn. Dạ. Thấy lên đây, thấy lên đây là thấy người ta không có giả dối, chứ ở ngoài nói chung là cũng tìm thì cũng được mà thấy giờ không dám luôn nữa. Thấy gì đâu không, thấy sợ. Dạ. Thấy chị nói những điều này thấy cũng xúc động ha. Dạ. Nói chung là em khổ tâm lắm. Vâng. Nói chung là tiền bạc thì không có khổ, nhưng mà khổ tâm. Gặp bà già mới mất nữa. Là mẹ chị hả? Mới mất năm mấy à. À vậy hả? Dạ. Ừ. Nói chung là gia đình em khổ tâm lắm. Chứ nếu mà em sống vậy, em không khổ tâm sống vậy, em khỏe, em không có
không có cần đàn ông. Nói chung là cuộc sống của em á, em tự lo được, em không có, em không có mà nhờ tới đàn ông để mà lo cho em được. Không, không cần. Em bằng em tích lũy, em nuôi con em được. Nhưng mà phải buồn lắm. Nói chung là em nói thật là em cũng ba đứa con chứ không phải một đứa. Nhưng mà con nó hổn. Nó hổn nhà em không có, em nhà em không có coi hai con trai đó là con nữa. Chứ không phải là một đứa. Nó chửi, cha nó chết. Rồi cha nó chết, rồi bà ngoại nó chết. Lo nên nhà nên cửa, nhà cửa cơ ngơi, lo đầy đủ, không thiếu. Mà nó đứa thì chơi game, còn đứa thì nó nghe lời, đứa thì nó hổng. Em buồn, hồi hôm nay em khóc, em suy nghĩ dữ lắm em mới đi đây. Em buồn, nó lo, nhiều khi đi làm không có ăn được một ngàn nào, hà tiện chứ không phải gì. Lo nhà cửa, cơ ngơi cho con, mà trở lại nó chửi. Vậy đó. Em vô phước lắm, ở nhà em buồn em mới theo nhà em mua đất em cắt nhà em ở riêng được. Nhưng mà tại vì nó hổng vậy đó, rồi anh nghĩ đi, lỡ em bệnh đau á, rồi đâu có ai lo. Thử ra nhà em mới kiếm một người để nương tựa thôi. Chứ cuộc sống em giờ bằng em nuôi nhỏ gái phải re à. Không có cần tới mà đàn ông mà phải sống mà dựa dẫm về đàn ông để mà khỏe mạnh, phải đưa tiền. Giờ em chỉ cần một bờ vai nương tựa thật thà, không có giả dối. Tối lửa tắt đèn mà vợ chồng có nhau bệnh hoạn đau bụng nhức đầu hay gì cũng nấu được nồi cháo chứ, hay là mua được viên thuốc thôi chứ em. Dạ em không cần gì hết trơn, cần một người thật sự. Em không cần điều kiện, tại vì điều kiện của em á thì ngó lên em cũng không bằng hai, nhưng mà ngó xuống thì cũng sống em cũng đỡ hơn người ta. Rồi em bằng em cũng có tích lũy, rồi em bằng nói chung là em hà tiện, thành ra cỡ nào em sống cũng được, em gối ghém cỡ nào em sống cũng được hết á. Nhà cửa thì nói chung là em lo đầy đủ cho con em hết rồi. Giờ chỉ cần là em ra đi một cái là em mua đất em cắt nhà em ở mình em cũng được nữa. Thì nãy em đã nói anh, mà anh nghĩ đi, ở mình nửa đêm rồi đau ốm rồi sao. Đúng rồi. Mà sống chung á thì bây giờ em không thể sống được, nó nhỏ mà nó hổn, rồi em buồn khóc hoài vậy đó. Là có nghĩa rằng là con cái nó vậy mà mình nói cũng không được ha. Dạ nói không được, chứ em điện cho anh lâu rồi đó, mà em suy nghĩ dữ lắm. Đi lên đây mình cũng tính ở dậy nuôi con. Yeah. Mà thấy nó hổng quá. Và nhà cửa ở đó ly dị em cũng nói là trong tài sản để lại cho con hết, em không lấy thứ gì hết. Sau này em có chồng đi ra là em mua đất cất nhà mà ở. Mà bây giờ hiện hờ là em lo nhà lo cửa, nói chung là không có dột. Nói chung là nó có chỗ chu ra chu vô rồi, không có dột, nhà cửa em lo đàng hoàng hết. Mà em buồn cái okay. Nó chửi nó hổng vậy đó. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh ha. Có những người thì cũng chia tay chồng, cũng chồng mất nhưng mà được cái con cái nó có hiếu. Yeah. Có những người thì con cái như vậy cũng khó nói ha. Nó mới nhiều cái chuyện gia đình em không muốn nói. Nó mới có 15 tuổi mà nó cũng chửi, rồi mấy tuổi cũng chửi, rồi em buồn. Nhiều khi lên thành vậy em bởi em không muốn nói. Bởi hồi đầu em nói con đứa con gái là vậy, em là trong tâm em là từ hai đứa đó luôn. Bởi nhiều khi em tính nói có một đứa, mà ghi hình đây nếu mà nói vậy ta nói mình nói láo. Thật sự ra là chứ trong tâm em không có còn nghĩ hai đứa đó là con. Nó hổng quá hổng. Nhà cửa đất đai em giờ em bán cũng 2-3 tỷ bạc. Tại vì kế bên nhà em á, miếng đất đó là nó bán 2 tỷ, là yeah. Chưa có nhà. Mà miếng đất em đó là gần bằng miếng đất kia. Mà nhà cửa nữa, nhà cửa này kia, mà kia là người ta đất vườn. Đất vườn mà người ta mua 2 tỷ, người ta kêu sang đây 2,5 tỷ. Sang liền luôn, thống sang, tại nó Việt Kiều nó dễ mua để đó gì đó. Là kế bên nhà em luôn, mới mua đây mấy ngày. Mà nhà cửa em đó, là em lo hoàn chỉnh hết trơn rồi. Rồi thì bây giờ thì Thành Nguyên sẽ hỏi cái vấn đề chính ha. Thế rồi ngày hôm nay thì chị Hạnh đến với chương trình của Thành Nguyên thì chị mong muốn bày tỏ tới ý trung nhân của mình như nào nè?
em giờ tại vì có mấy người, mấy anh nó muốn nói về muốn về hạ cánh về về quê kiếm vợ miền Tây này kia là mà chăn nuôi nuôi gà chồng nuôi nấm này kia thì em muốn kết nối rồi với mấy anh thương thì giờ về hai đứa cùng nhau mua nhà mua đất rồi cắt nhà ở riêng rồi hả nếu mà điều kiện tốt hơn thì em nghĩ làm rồi em về em phụ nó chăn nuôi trồng trọt gì đó còn hả ấy thì như ở nhà thì em đi làm để cho em đi làm thu nhập nó cũng ổn chứ anh nghĩ đi như giờ thợ hồ ở ngoài mưa gió làm còn không đều đặn bằng phụ nữ nữa phụ nữ công nhân em thì chứ giờ vô công ty một tháng mưa gió cỡ nào cũng có tiền hết á không có tăng ca cũng 9 triệu nó thấy cũng ổn nếu mà thấy mà có công việc nào mà tốt hơn thì em nghĩ chứ em cũng gắng gắng làm vài năm đây em cũng nghĩ đã em lãnh tiền bảo hiểm một lần á chứ mai mốt vô hưu rồi thì ấy tại em làm cũng được 11 năm rồi em nếu mà 15 năm mà chốt hưu là 14 năm em sẽ nghỉ còn không là nếu mà 20 năm hưu thì nói chung là giờ ráng tại mình còn sức khỏe thì ráng bằng được như tới đâu hay tới đó gì đó nào bằng hết nỗi mình nghĩ rằng đặng nữa cũng có già cũng có số tiền có số vốn đặng lo rồi các anh thì chỉ mong muốn độ tuổi từ bao nhiêu đến bao nhiêu thì năm mấy tuổi trở lại thì cũng được nói chung là lớn tuổi cũng được mà miễn thương em thật lòng mà vậy đó đừng có giả dối em nữa giờ em sợ lắm rồi quýnh bài quýnh đề đầu giả dối em sợ lắm chứ em không cần gì hết á em đi làm về giờ em ăn cơm với muối tiêu em ăn cũng được nữa em dễ nuôi dữ lắm cơm nguội em ăn cũng được nữa em cũng đòi hỏi gì á mẹ về đừng có ăn nhậu mà chửi thề là em không có chịu vậy đó chứ em không có đòi hỏi như gì á tại mình sống từ hồi nhỏ đã làm đủ cực khổ rồi nó quen rồi dạ không có đòi hỏi gì hết trơn á có nghĩa là các anh sau này á, thì đến với chị là độ tuổi khoảng năm mấy độ về ha năm mấy 60 cũng được mà cũng em được. Không miễn sao mà ví dụ như em đặt á thì kêu lại vợ chồng nói cái đó là em đặt á em nói kêu em lại ngồi nói em nghe chứ đừng chửi cha mắng mẹ em là em buồn lắm em ghét đàn ông mà nói chuyện với vợ mà chửi thề đồng ý là cái tiếng đó là cái tiếng niệm cái tiếng lót của đàn ông nhưng mà em không có chịu vậy đó em nói chuyện với chồng á em nói ngọt lắm mà bởi vậy em không có chịu người ta nói nặng em em mấy tủ thân em khóc lắm phụ nữ mà dù có cứng rắn như thế nào đi chăng nữa thì cũng là phụ nữ hay gì ha cũng thích nghe những cái lời yêu thương những cái lời mật ngọt chứ cũng không ai mà suốt ngày chửi mắng này cái nọ thì ngán lắm nói chuyện mà chữ thề là em không có thích với lại mà không có hợp lòng chứ giờ vợ chồng ví dụ như giờ thất nghiệp ở nhà đi thì em đi làm rồi mai mốt có công chuyện đi làm cũng được nữa em không có khi dễ mà nói sao không đi làm mỗi ngày ở nhà không ăn bám em không bao giờ mà em nghĩ vậy đó có nghĩa là chồng có việc thì tốt mà không có thì nhiều khi mà phụ cho chị trong nhà ví dụ không có thì phụ công việc trong nhà cơm nước này này kia vậy thôi à nhưng mà đừng có điều chè đừng có chửi bới đừng có đừng ông mà ăn nhậu anh ví dụ nhậu thì cũng phải có chừng mực vậy đó chứ mà ví dụ là dứt khoát là ví dụ mà đề á là phải bỏ ông cờ bạc là không được chứ nhậu hút hút là em cũng không có cản nữa em thậm chí có khách mà em vẫn làm mồi em vẫn đi mua rượu hay điện thoại kêu bia thì về cho nhậu mà nói chung là mình sống mình cũng phải biết điều không bao giờ mà chồng đi nhậu mà em lại thứ đó mà em quậy em chửi bới em kêu về em điện thoại hoặc là em biết cái đó em làm bồi em lại em chơi em ngồi chơi cũng ngồi chơi gì đó là biết rồi đó rồi đi về không bao giờ mà em quậy quản gì hết trơn á nói chung ví dụ em phụ nữ nè mà em làm công nhân em đi đám nhiều khi em cũng uống một vài ly bia hay một vài ly rượu em cũng uống được vậy nhưng mà không có quá đà để mà đi về đường còn xe cộ này kia nữa chứ giờ mình sống cái gì cũng phải đâu phải như xưa đâu phải thoáng một chút vậy đó buồn có cái là buồn hai đứa con rồi em đi lên đây thôi
Rồi thì những cái tâm tư, những cái nguyện vọng của chị Lê Thị Mỹ Hạnh đến từ Tiền Giang thì Thành Vân cũng đã ghi nhận đây. Thấy cái mong muốn của chị cũng rất là đơn giản thôi. Các anh thì độ năm mới đến 60 độ về, còn lại thì chị không quan trọng gì. Chị biết sao là biết yêu thương, chia sẻ và biết quan tâm. Đừng có bê tha, đừng có dính vào cờ bạc rồi là này kia cái nọ như như vậy là quá tuyệt vời. Dễ quá dễ. Thì nói chung là mình còn bằng được mà anh, còn bằng được mình ai cũng bằng hết chứ đâu phải mình thấy nay ta chừng hắc nghiệp chừng vài bữa mình coi thường đâu có được như vậy. Mình sống lâu dài mà. Sau này mà kết nối thành công thì chị tính sẽ về bên anh hay là anh sẽ về bên chị hay sao? Tại vì em thấy có mấy anh nói là lui về hậu phương á, rồi với lại nếu mà hả tìm được ý chung nhân mà thí dụ mà hợp á thì bạn với nhau có thể là mình về quê. Tại vì em thì giờ cũng còn nhỏ con gái đó, nó hỏng đây á thì hợp nhiều khi cũng nói chơi chơi với nó. Nói thử nó coi sao, nói tao lấy chồng dẫn mày đi chứ nó không có chịu. Nhưng mà giờ em cũng định là ví dụ như mua nhà cũng gần đây đang dòm ngó nó. Nó cũng 15 tuổi giờ nó tự lo hăn nó được rồi. Gặp nhà thì nói chung là không phải là em nói thiệt chứ không phải là phe. Nói chung là nhà em cũng đủ tiện nghi để cho con nó sinh hoạt. Ví dụ như máy giặt cơm điện đồ này kia là tự nó sinh hoạt nó được. Nhưng mà nó không chịu đi rồi, giờ ví dụ như mình ở gần gần đây là mình dòm ngó nó thôi. Với tại vì cũng có anh nó kế bên, anh ruột nó kế bên, nhà em rộng lắm. Nhà em bề ngang 16 mét vậy nè, đất á. Mà em cắt hai cái nhà 10 mét rồi cũng còn đất nữa. Sau này nó có chồng thì cũng cho nó đó luôn. Là ba anh em ở gần luôn, là nói chung là nó giờ có mua đất cất nhà nữa thì cũng hai chồng sống, chứ con cái em là nói chung là không có dính líu gì tới cuộc sống sau này của hai chồng già hết trơn á. Rồi giờ ví dụ em có chồng em đi cũng được nữa, là nó ở với anh đó. Anh nó lớn rồi, anh nó thương nó lắm vậy đó. Nhưng mà tại vì em thấy mấy anh nói vậy thì để rồi ví dụ đó mình tìm hiểu đi rồi mình bàn bạc lại sao. Tại vì em thấy em làm đây á, lương cũng cao, em làm công nhân lâu năm á, lương cũng cao rồi. Thì để từ từ tính sao, nếu có điều kiện nào tốt hơn thì em cũng nghĩ. Chứ mà đâu phải mình làm công nhân hoài. Giờ mình cũng kiếm số vốn rồi, mình cũng làm chủ lấy mình chứ. Về mình chăn nuôi hay là làm cái gì cũng được. Rồi thì Thành Nguyên cứ hỏi như vậy chứ biết. Bởi vì thấy chị đang còn con gái nhỏ đó. Cho nên có nhiều khi các anh cũng hơi thắc mắc, thì Thành Nguyên hỏi như vậy thì chị cũng đã giải đáp rồi ha. Tại em cũng có coi chương trình, em thấy mấy anh đó nói có con 14, 15 tuổi thì không sao. Nhỏ quá thì anh cũng ngại. Rồi có người thì nói thì anh cũng thích gái này kia nữa, nhưng mà với lại là cái điều kiện chị thì chị cũng tự lập kinh tế được. Cũng không có phụ thuộc vào ai. Nói chung là con em là ví dụ như kinh tế em ví dụ em lo cho nó được, em cũng không có xin nhờ giả gì bên kia để là lo cho con em hết. Rồi ok thì những gì cần ghi nhận thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận rồi ha. Thì sau ngày hôm nay thì việc thì chị Hạnh thì cứ chờ thông tin thôi. Có gì đó Thành Nguyên sẽ cho chị Hạnh sau. Thì cuối chương trình thì chị Hạnh có điều gì đó muốn nhắn nhủ riêng tới cho các anh vài điều, cũng như là quý vị đang xem chương trình của Thành Nguyên nào. Cuối chương trình thì em cũng cảm ơn cộng đồng mạng đã xem và chia sẻ. Rồi có mấy anh nào mà có ví dụ như thấy em thật thà vậy á, thì có thương thì có gì thì mình tìm hiểu. Rồi từ từ thì mình tính, nói chung là chuyện tương lai thì mình không có nói trước được. Ví dụ hợp thì đến, không hợp thì ok, mình coi như là bạn vậy. Rồi sau này thì cuối chương trình em cũng chúc Thành Nguyên gia đình gặp nhiều sức khỏe, may mắn trong công việc. Thấy chị cũng xúc động quá, khóc từ đầu cho đến cuối chương trình. Buồn quá ha. Buồn lắm. Hiện nói chung là như mình đặng này mắt kia vậy, anh tắt chưa? Dạ chưa. Đây Thành Nguyên cũng chúc cho chị thật là nhiều sức khỏe, cũng như là sớm tìm được ý trung nhân như mình mong muốn hai chị ha. Tại vì ví dụ em hỏi anh tắt chưa em mới Rồi ok, rồi bây giờ để Thành Nguyên tắt nha. Rồi chào tất cả quý vị.